từng cái gì alo về mình là bà không nhận hệ giờ cũng được mấy video của chế độ bà trong lý lao mình sử dụng gì phong khoa này bắt đầu video nó phong khoa này bắt đầu video chỗ đó cho nó mấy gì khắc cái gì là gì gì mà nó bắt đầu khắc cái gì gì là sử dụng gì chỗ phong tiêu là rồi phong tiêu là video ở đâu phong biểu là bọn nó phong biểu là rồi phong biểu biểu này bà đấy phong biểu này là cái gì đó phong là gọi là auto của này là bọn nó phong là gọi là auto của mình là cố phong biểu này phong biểu này mà ai là gọi là đàn em phan phan này là bọn nó tại này phá phá nào bây giờ khai giá rồi từ phố mà mua điện mà thay đá được không nhỉ? Ấy, ta phá nào để uống rượu nó, thay đá được khai giá rồi, trả lại khai giá rồi phố mà mua rượu thì như là bị đá rồi nó, bị đá được khai giá rồi, từng cái gì này mua rượu thay đá được rồi. Từ phố này à, đã bao nhiêu lần bị tên mà thay áo, ví dụ giá cái làm giá mà thay áo được rồi nó, phố mà mua rượu bị này bị mua rượu thay đá lại rồi anh mua là lại vô mì giá rồi nó, anh mua rượu thay giá vào đấy, là bà cháu lấy rượu xin, cái cổ phố sát đánh phố sát đánh mà, có là có đi rồi đấy. A tam phân hết sao nó cụ cụ này tăng cái gì nè cụ này giá cả bây giờ giá này của tam phân hết sao cả auto tam phân này là bây giờ đôi giàu nó tam phân này là bây giờ đôi giàu cụ phong biểu vi đang mà tôi ấy tam phân này giá này của tây tinh hà này của nó tây tinh hà là miếng là cái giá rồi phong hoa bạc phi là cái lý là rồi nó mà một lý mà bị rồi lý là phi bà đấy ở đâu có tất nhiên phải này video gì để đáp ứng gì để rồi ấy rồi có đi nào tôi mà phong của nó mà phong này cái giá rồi mà tiêu của nó tam phân nào phan nào mà tiêu về này phong mà một lý là cái này này bị rồi đáp ứng gì để mà tay mà thấy video liên mà thấy về này mà một lý bị rồi cái giá rồi cô phong cô xây dựng như là của nó anh vừa đi xíu vào đấy tại sao cô phong ở đây vừa cô phong vừa đã uza để auto tam phan này là mà phan này là của nó tiêu ở bây giờ xây dựng như thế cô bây giờ bị mà phải vào đấy tam phan này là tam phan nào của phong bây giờ bút đó chủ tiền lâu thả mà phải vào đấy không nhỉ ở đây rồi cô em mua thì cái trong trong này bị mà không vào video xin đáp ứng thì video đấy chạy từ nuôi nhà của nó nấu tam phan hồ bên này ở đây qua thì mới thả bên này làm rồi nhé chụp phong này auto lâu lâu này là phải được rồi phong vừa đây phong vừa đây mà tam phan này video trả lại cô em mua thì cái này bị là video cô đồ chủ tiền đáp ứng thì video đấy mình mà tay nhà bên này phong gì trả lại lý làm mà phải vào đấy của nó cắt đi đem mồi cắt đi đem pi làm mà phải vào đấy. Đã cho vô cho nó rồi á. Phong ở đằng phan là cô phong là order ở đằng phan này làm mà phong là sửa đầu biến sếp bộ đi cố bây giờ mà phải vào đấy. Bây giờ luôn xin nó cũng thắt lưng bây giờ mà bảo lấy rồi luôn xin. Cũng là cái anh em học nói trên này video phải mà mấy sự đồ cô phong bây giờ là cái gì anh cô từng cái gì đó phong khổ là bọn nó phong khổ là lúc qua phong bây giờ luôn tôi khổ luôn nhiều bọn nó tôi khổ luôn nhiều số về mấy cô phong bây giờ phong này khả mà tôi khổ là lúc giờ cô sử dụng sai giao lòng phụ này đi bọn nó anh đi cố cho nó anh em học trên này là bật lục trên này là sử dụng gì giống của phong sai video lâu bị tôi bị trong gia là bọn nó trong gia video giống của cô lâu bị là bọn nó anh lâu đã phải vào đấy anh lâu ra á bây giờ lên coi cũng á đại mông lên giống phong sai đôi giáo nên lâu lâu sau đó nó đi được cái giống của phong sai về này có của phong mà cô này lâu lên đi của nhau bị mà phải về này nó anh đã cũng khai được phong này lâu ra mà phải về đấy ok ta số gì video này số đi chuẩn bị vào lúc trong số gì mà này không nhỉ ta số gì cho nó lúc gặp phong khỏi cái mà cho nó chắc không biết bao mấy phong khỏi cái mà cho nó lúc gặp anh ta mà phong số gì phong phong mấy số phong lâu dài rồi nó cho nó giống phong khỏi nhà nó đó cho nó giống phong khỏi lại mấy phong khỏi lại này mà thì nó có lý do này video anh ta phong lâu dài rồi nó anh nhà liệu này video anh ta phong lâu dài rồi ok đã rồi đã chúng nó được dùng phong khoa nào nó dùng phong khoa luôn xin đã chúng nó được mà đã phát hiện này rồi được coi này lại của nó được coi này lại anh đã từ đã phát hiện rồi đã này rồi nó mà chúng nó phong đã phong luôn nhau nó sẽ phong luôn nhau được coi đi apply và ada application ok chúng nó được coi đi chúng nó bây giờ là cho anh ta mà phong của nó khai giảng được phong biểu này này browser này này mới vào đấy rồi có đi mà bây giờ anh ở đâu đang phát này mà phải vào đấy cho nó bây giờ được cho đang phát không nó nên bị đang phát không nó cho nó xuất tiền mà tôi không mà đang phát mà phải vào đấy cho nó bây giờ được nó ok đã tự đang phát không nhỉ as rồi thì chụp phone này giờ rồi anh niệm mà ban này phone kêu anh ban này thì mình gọi giờ rồi thì đang đi phát này giờ cái gì vậy nó cho nó ở đâu bây giờ mà phải vào đấy để cho cho nó xuất tiền số được cái lâu này làm nhé xuất tiền số được cái lâu này bị vào anh cho nó luôn nên xuất tiền này không nhỉ xuất đi vào lối gì cho nó đi mà có phong số này nhiều này lại vào nó thì phong số này nhiều liệu sao lại vào phong này mà chỉ vào đấy phong số này nhiều phong này bắt đầu lúc mà bây giờ cháu phong số này nhiều liệu chân này vào không nhỉ này liệu chân này lại vào này bây giờ cái gì cho nó đi mà record xuất đi rồi chỉ để vào nó bây giờ tôi làm gì mà record số là cho nó ta phải vào vào nó ok đi ra xem nhà rồi cho vào vào nó mà đi ra bao gồm rồi cho nó nhà bao gồm như thế vào đấy mà tiếp theo gọi điện rồi nhà xí điện rồi cháu cho nó đi vào lúc gì lúc ra chuyện phía đây bọn nó record setting rồi xí điện bọn nó record setting rồi này là lưu được chân này lại mà record rồi là đã phá nào phía bà đấy vì setting rồi là bị biến nào bọn nó
recording ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကျမှာပြတယ် don't know record automatically ဆိုတာ don't know ဆိုတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော် record ဆိုတာအတမဖန်ဘူးတဲ့ automatically ဆိုတာအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်အတမဖန်ဘူးပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးအကြောင်းဒီ don't know ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ don't know ဆိုတာလေးကိုသတိထားပေါ့နော်အဲ do not ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ချက်တာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမှတ်ချက်တာပြခြင်းအပြင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်တွေဖုံးပြောတဲ့အတန်တွေကိုသူက automatic auto အတမဖန်တာတော့ပေါ့နော်အလိုအလျောက်အတမဖန်တာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအမှတ်မချက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအမှတ်မချက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမှန်မရှိတော့ဆိုရင်သူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ဆိုရင်အများနဲ့အနာဖားနေမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမှန်ရှိထားမှာပါနော်အဲ့ဒီမှာအမှားရှိတာမဲ့အမှန်မရှိတော့ဆိုလို့ဆိုရင်အော်တိုအနာဖားနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအကြောင်းပါနော်ဒုတိယအကြောင်းကျွန်တော်အမှန်ရှိလိုက်မယ်ဒုတိယအကြောင်းအမှန်ရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ပြောက်သွားပါနော်ပြောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် record all call automatically ဆိုတာအဖုန်းကောမှသမျှကိုသူအတန်ဖားနာမယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဖုန်းပြောတိုင်းဖုန်းပြောတိုင်းသူအတန်ဖားနာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကတက်ဖို့နေလဲမတက်ရဘူးဒီလိုလဲမတက်ရမယ်ကြာလာတော့လေးလာတယ်မမိုရီပြေးလာတယ်စိတ်တွေမှာထင်လို့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုပြန်ဆစ်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ဆစ်လိုက်လို့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်လေးဖြစ်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်ချစ်လို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကြောင်းလေးမှာတက်ပစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ကြောင်းလေးမှာတက်ပစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် don't know record automatically ဆိုရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကောတွေကိုသူ record လုပ်ထားတော့ပေါ့နော်အတန်မဖားနာတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်နောက်အောက်ဆုံးကြောင်းက record custom call automatically လေဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတယောက်စီကိုအတန်ဖန်းရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုစုနဲ့မမောင်နဲ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိကြပေါ့နော်မမောင်နဲ့စကားပြောရင်ဖုန်းကောကိုအတန်ဖန်းနိုင်ချင်ဘူးပေါ့နော်စုစုနဲ့စကားပြောရင်ဖုန်းကောကိုအတန်ဖန်းနိုင်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပို့ထွက်လာမှာနော်အဲ့လိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ကြောင်းဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလေးပို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်စာကြောင်းလေးမရှိဘူးဒီမှာအမှတ်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်စာကြောင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ယူခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်သူအော်တိုအတန်ဖားနာပြီးမှပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီး customer မှာချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မမလေးပြူဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီကဒန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမုံမလေးအပြူရဲ့ဘတ်လှန်ရေဆိုနှစ်ယောက်ရပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လာလို့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြီဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုဖမ်းနှားมาဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုဘတ်လှိုင်နဲ့ဒီမုံမလေးအပြူကကျွန်တော်ကိုခေါ်လာလို့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုခေါ်ရတဲ့အခါကျရင်အဲကျွန်တော်ဖုန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုအော်တိုဖမ်းနှားပြီมาဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းနှားပြီးတော့အဲနောက်ကျွန်တော်ပြန်နှားထောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မန်ဂူရီကတည်းကထည့်ထားมาဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာအတန်ဖားနဲ့ဟာထုတ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအမှတ်ဆက်ချစ်လိုက်ပါအဲတို့ပြန်ရွှေ့ကျင်လို့ဒီ remove ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ remove ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့အကုန်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် remove နှိပ်ပြမယ် remove နှိပ်လိုက်ရင်ဒီအမှတ်ချစ်ပြမှာပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြရင်ကျွန်တော်ဒီ backline ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ backline ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ remove ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်ရင်အဲတော့ပြီးဆိုရင် okay လေးပေါ်လာမယ်အဲ okay လေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဘတ်လိုက်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ပေးလိုက်ရေနော်အမှတ်ပေးသွားရင်ကျွန်တော်အော် remove ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီး okay ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဘတ်လိုက်နဲ့ဖုန်းပြောဖုန်းခေါ်လာလို့ဆိုရင်ဘတ်လိုက်နဲ့အတန်ကိုအတန်မှာဖမ်းထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမုံမလေးပြုဖုန်းဆက်တိုင်းရေနော်အဲသူနဲ့ပြောတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတန်ဖမ်းထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲမိတ်ဆွေရဲ့ချစ်သူဖုန်းမှလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲမိတ်ဆွေရဲ့ချစ်သူဖုန်းထဲမှာမိဘတွေညီကိုမတို့မတွေတကယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ချင်းတွေဖုန်းနံပါတ်တော့ထားလိုက်ပေါ့နော်တခြားသောဒဇိန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမတင်တာပေါ့တို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒဇိန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးထည့်ထားလိုက်ပါတော့ဖုန်းထဲကနေယူပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတော့ဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာကြီးနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖုန်းထဲကနေယူပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံးတင်ထားမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲဒီလိုမျိုးဖုန်းထဲမှာအရင်တင်ထားပါတော့အဲ့ဒီမတင်ကားတဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းထဲမှာအရင်တင်ထားပါအဲတင်ထားပြီးတော့လို့ဆိုရင်အဲဒါကွန်တက်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတော့ဒါ recent မကြသေးခင်ကဒါ admin တွေဆိုတာအဲကျွန်တော်အစ်စ်ဒီမှာထည့်မယ်ပါတော့တကယ်လို့ကိုမတင်ကားတဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့အဲမတင်ကားတဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်မတင်ကားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကပေါ်ရိုက်လိုက်ပါတော့ဒါပေါ်မတင်ကားတဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါတော့ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့ပညာမတင်ကားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်ပြီးပါရင်တော့အောက်မှာစာလေးရေးလိုက်ပါတော့ချစ်သူလို့ရေးလိုက်မယ်အဲဒါချစ်သူလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲချစ်သူလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ချစ်သူကိုသင်ပြချလို့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးမှဒန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးနဲ့လိုက်ရင်ဒီမှာချစ်သူစုတွေဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်သူဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ဒါဒီလိုထည့်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့သူနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီတန်တွေကိုဒီဖုန်းထဲမှာတင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တင်ထားပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုချစ်သူဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျရင်ကိုချစ်သူရဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာကိုဖွင့်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိုင်မန်နေဂျာကိုတွေ့ပြမယ်
family job phải làm mẹ có chữ tự vậy family job phải làm mẹ bọn nó có chữ tự vậy family job phải làm vừa vậy family job nó record đi phải rồi xí vậy bọn nó record đi phải về nó mà xí để rồi cho nó phải family job phải làm vừa vậy cho nó đi mà bà không có cái gì phone này xí vậy bọn nó phone xí này mà cho nó không có device storage rồi mà phone này học này lại bà nếu vậy record xuống này học xả mà bọn nó xả mà rồi cho nó đi bà đi đi học này mẹ đây mình ai làm mẹ ICO à đi rồi có nó rồi câu này vậy rồi này làm mẹ nó hả rồi câu này làm mẹ ICO đi rồi có ICO à đi rồi có này làm mẹ như vậy mà chơi làm mẹ mà chơi làm thì xả này nó xả này rồi có đi phải bỏ lỏng nó có xả này cái nào nó không lấy rồi lý là về thế là nhờ xả mà đi của nó đã rồi để em nhận ra mà thì mà biết xả lại quá nó là có đi bằng là gì vậy đấy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A record à đều mà recording của mấy người mà audio audio số này mà xin được cái này khá đấy recording số này mà xin audio số này vào nó ấy đa phần này ấy phải là mà quên đâu vào đấy ấy recording số này phải là mà đấy mấy thứ chất sẽ bị vào cái này đa phần là phải quên đi làm quên đi làm vào nó ấy mà sẽ về bây giờ luôn xin mấy thứ recording số này vào xem vào nó recording phải mà sẽ cần recording phải số này vào xài video mấy thứ xem mà hiểu vào đấy đừng bảo record tôi dùng nhà đừng bảo record vào nó đừng bảo record tôi làm gì mấy thứ thì mà rồi có nó rồi có ai xí vậy rồi có rồi có bạn đi thì mà bây giờ tập hành chi để bọn nó à mấy cái đó mà cái lúc ô tô này hay chi để rồi thì mà nhà ít phim này bọn nó ngã để sau rồi sẽ phong khoa làm nhà rồi thì nhà đó thì mà lại ô tô tôi nói này thì mà là quên này bọn nó cho nó phun chi này mẹ em cho nó phun chi này nó là có và xí có rồi bây giờ nó được phong khoa là như vậy rồi mà xíu nó bây giờ cho nó tạm mà tôi nói rồi mà xíu bọn nó ok anh nhà liệu xe mà bọn nó hello xíu video mấy chiếc quê chiếc túi phong bì ra đây em bạn tạm phan này qua tuần nào thằng lùi nhà bọn nó ai phải mình nhà là quê mình đó tuần nào thằng lùi nhà mà phải bài đấy à cho nó cũng đang đi học toán này phải thà rồi đã cho nó đã chiếc túi phong mà tiền ở đây phong nó bài thay vì đó để lúc thằng lùi nhà chồng bị bài đào thì bài đấy thà rồi cho nó bấm vào số này mấy mà số vậy cho nó lúc đó thà lấy mà lúc đã con này bọn nó đã đó cô chiếc túi phong mà tiền ở đây phong này thay vì đó à tạm phan này vì đó quên quên nhà lúc đó đi bọn nó bị qua mà cô tập nào thằng nào bọn nó đã cho nó à bố bây giờ là phải bảo đấy, cho nên chúng tôi cũng cho nên là cái đó, phố này mà ở đây auto phan này mà xử lý gì, mấy cái phố này lấy ra đấy bọn nó, tập bọn này video thì video, cái này video thì video lấy ra đấy, xử lý gì, thì record đi chụp hình này này bọn nó, tại sao bố thì này lấy bố đông nó record xử lý bảo tồn trong lấy bố, mất chế đạo bây giờ chúng tôi lâu rồi bọn nó, đông nó record trong cái gì mất chế đạo bây giờ, ở đây xử lý gì, mấy cái phố mà, bố bảo lên nhà này mà phải để bọn nó, ở đây phan này ra đấy, từ auto ở đây mà phan này ok bảo đấy, ok, đã video bắt xuống lại bọn nó. Mà mất chi bùa bùa bì thì mà bắt số lại nhé ok đa số bùa bì của nó bắt số lại mà cái khu bùa bì bùa đấy nó khu ga cho nó cũng là bùa ra ga cô theo ga phong khô là đấy cô qua phong bì ra đấy của nó phong bì ra đấy rồi xin cho nó lúc phong bì phong này cả mà ấy lúc phong khô là ấy chú bé sinh mà phong khô là đấy rồi cho nó lúc sai lấy bộ bì đó trong trong đâu là đi của nó lúc trên này rồi cho nó giống phong sa mà nó cho nó là giống phong phong sa chừng quá giống của phong sa là pin này của nó pin này giống này giống ở đây là cái mà biểu chứng rồi cho nó là giống phong sa chừng rồi cho nó đi nhà lên đây của nó sorry bà ok cho nó yên giống bật tiền ra vào mấy đi mà cho nó đi mà phong số này là lưu này mấy phong số này là lưu này mấy bị vào rồi gì cho nó đi mà cho nó xuất tiền lại mấy nó cho nên vậy cho nó vay mấy rồi này là gì nó ấy vay mấy rồi này là liệu này mà phải vào đấy ấy thì vay mấy rồi này là liệu chắc này lại mà vay mấy rồi này là vay rồi là cái nào nó mấy rồi là sao dùng nó tăng sao dùng phải vào đấy ấy tăng sao dùng rồi vay mấy này là liệu cho nó chắc này lại mà nó mà đây cho nó này lại mà vay mấy tăng sao dùng lại khổ rồi đấy đám rồi tăng mất sao nó tăng mất sao phải vào đấy tăng mất sao rồi cho nó phong bì ra đấy phong bì ra luôn xin tiêu cái phong khổ ra cái ra luôn xin phong khổ ra cái cho nó luôn cả cho nó mất đi giàu nó không biết là cho mất đi giàu đại mấy cho nó không biết không phải là mà ấy lúa bây giờ bây giờ mà phong khô ra đấy bây giờ luôn xin từ ye chỉ đồ mà giờ cái phong mà từ phong lúa ra đấy nó ngà mấy phong khô ra mấy phong bây ra đấy quá ngà ye chỉ đồ ngầu mấy phong phải là cho em phải khô ra bây giờ luôn rồi tôi đang mất sẽ phong bây giờ
thay ra mà sử dụng cái cosi ở trong trà làm mà bọn nó cái lúc mà chúng em cho nó deployment vào lưu cho chân thấy vào đấy nằm mà thay ra mà phải được nha ấy nằm vào cái cho nó bán cái sản này rồi cho nó cái cho nó cái sinh cái này sản này bọn nó data rồi data thu mua rồi thu mua thay ra để phải vào đấy thu mua rồi thu mua nằm vào thêm đấy data rồi thu ra nằm vào đấy cho nó one to go rồi one to go deployment nằm vào thay ra mà phải vào đấy bọn nó để cái lúc mà rồi MVD deployment nằm vào thay ra mà Delhi nó rồi Delhi nó deployment nằm vào thay ra bọn nó tại rồi cho nó lúc cả internet mà xem mà cái này bảo nó internet phun lại mà nó không bao giờ lưu phun lại mà cái này phun ngoài ấy cho nó đi nhà mà cho nó MPD sao biết mà nó MPD nhưng mà cho nó MPD của nó MPD Y mì rồi lại mấy B O I C E Y M A I M mì của nó MPD Y mì cho nó chân này lại mà nó MPD phun ngoài đôi của nó mày thấy rồi mày thấy của nó mày thấy phun ở bài của nó ta rồi ấy Y mì sao vào rồi là vào lấy của nó MPD nhà mà của nó mà tôi đi ra đấy là rồi nhé ta rồi cho nó đi mà đi nhà lưu chân này lại mà nó này là cái giá đó anh bị đi quay mình bắt đầu cho nó mà chị này mà nhưng mà quay mình quên sao muốn xin để tôi biểu hiện này tiếp tục tôn tôn mà hậu quý em à hụ giải gà ác sẽ bị bố bà này à đã quay mình xử là bà này xin ta xin trả lại nó cố thay vào lý là bây giờ đấy tại mấy cho nó đi mà nó vào thì trả lại nó thì mà chỉ nó vào lưu cho nó chụp lại bảo không nhỉ à cho nó đi nó vào thế lại bảo nó đi thì mà nó vậy tiếp tục tông tiếp bỏ nó anh bị đi tham gia đi đó anh bị nhưng mà bây giờ anh bị đi tham gia đi đó tiếp tục tông tiếp cố giải thể lại bỏ nó để cái đó mai tết rồi mai tết bỏ nó mai tết quay mì đồ gì lại bỏ cũng là cho nó gì rồi bỏ nó tiếp tục tông tiếp rồi mai giam rồi rồi đi mà nó cũng là bây giờ này bỏ nó đi qua đi mà bỏ nó thì quay mì nào vào rồi này nhà đi mà đi nhà đi mà bỏ nó đi quay mì nào vào rồi đi quay mì nào vào rồi này nhà đi bỏ nó ờ thì bạn bên này vào rồi đi qua lấy mà tiếp tục tông tiền này thế này nó tiếp tục tông tiền thì giải thế này mà giải thế này ok như này nó ra sử dụng gì anh bị tham gia đi đó anh bị phong cách tham gia đi đó bảo hiểm tham gia sử dụng gì nó cũng phong bê giao luôn gì ấy bao gồm cô phone này trong bây giờ mà nó vừa tham gia sử dụng gì lưu trữ mình có sử dụng phone thì phong bê giao vào đấy nó mấy cái tiêu chuẩn nào đấy bố đang phải cho ra bây giờ sử dụng tôi tiếp tục tông tiền làm cho này nó làm cho là cái gì không bao gồm mà cái gì đó này phong nhà phong này cái gì ngẫu sẽ bị vào tôi ấy được cho này nó cho ít phong chào vào đấy phong chào vào luôn mấy sự phong nhà phong này cả mà mấy sự sai giao làm đấy đang mấy sự giao làm nó ít đâu mấy sự phong nhà thằng nhà mà chơi đấy nó cái phong này chơi vào đấy cho nó đâu quan du có phong của nó thái này ngang quan du có phong xuống đấy cho nó cái lúc đấy cái bà luôn mà quan du có bãi biển nào bà luôn cho nó xả lại của nó quan du có rồi AIF phong chơi vào đấy AIF bãi biển của nó AIF bãi biển cho nó là BYC bãi AMAM AIS bãi biển cho nó giải đấy của nó AIF bãi biển quay mình cho giải đề rồi mà quay mình là bây start till lead tiếp theo nó till lead lead của chúng nó mà này xem mình rồi xem chúng nó cũng đã set team mà toàn mình quay mình làm vào nó chúng nó vẫn đưa cái gì cả tuần này rồi mà quay mình làm vào mà thì mà này lại mình nhưng mà start thì tuần tuần tiền ha thì tuần tiền là cũng đã nộp vào liền nó cũng đã cái nộp vào liền chúng nó giải thêm mà phía đây nó thì mà start till lead của nó start till lead lead của chúng nó thì mà giải thêm mình rồi xem nhưng mà start đây lấy tiền vào nó ở đây lấy cho nó giải thích được mà cho nó ok bây giờ lại vào nó mà cho ok bây giờ lại rồi đa số cho nó ok bây lại vào nó là bao nhiêu năm và change rồi mà biểu mà nó bị ok này lại vào ok này lại rồi là start đây lấy tiền vào nó đâu cho nó không biết đâu rồi thì cho nó không biết đâu rồi cho nó khỏi đẹp không à thì start đây lấy gì giao toàn mẹ giao toàn cái start đây là tôi biểu lại mẹ lưu trữ mình có rồi không à không biết đâu rồi nó trong giá trị mà là tôi biểu lại mẹ cái gì tôi AI bây giờ là rồi, phone bây giờ là rồi, chúng ta sẽ gặp được mà cái nó phải qua phong trào mà, bây giờ ấy đang mất gì rồi, chúng ta sử dụng, nó phong nhập phong nào này, chúng ta sử dụng về mấy cái này chúng ta phong nhập thằng nữa, cái gì bây giờ là rồi nó, đã rồi, giống như cũng như đóng giả mà lưu này, phong bây giờ luôn xin, tụi nhau phong khỏi, tụi nhau lưu được đi chơi bài này không nhỉ? Ok, đã rồi mấy rồi, chúng ta cũng đi năn đi bây giờ rồi, tất cả rồi, cô phong cả, auto, đang phá mi rồi, phong mà mồi lấy lại rồi, double này bây giờ này bắt thấy rồi, mà mồi cái này lưu này bây giờ vào là rồi, xin nhà được rồi. Thì nhà lý của bây thả vào luôn biểu dụng biểu diễn bà đấy ok ở đây này nó khu gà quay mình nằm vào dưới nhà mà cô chân này tới dân cái sản nhà của nó em bị đi tới lý nó mãi tới cô dân cái sản nhà đi của cô internet mà xa video quay mình của xa video thì nó bà lý của giá thể ra nhà về cô không phải ra được hả mà cô trong trà bị mặt phía đẹp của nó ok ở đây đi của bố tư đoàn này bây giờ video cho nó bị phản lưu cho nó bà mẹ ok chứ còn có chữ tiền bà đấy không nhỉ cho nó bị phản lý là chân này tới là mà thảo nhé mấy sự này cho nó nên nó không biết xong này mà gì chứ ngã cho nó bị đổ vậy nhà bà đó nằm ở gì nhà sắp lại liền nhưng mà đầu tiên tôi nhà cũng đã lâu liền à
Anh yong lia, mẹ ông bia ni beijing, kalong đi beijing đô go, chino tao bia bong tang sơn nè. Bidu pan liu yana ba mẹ, anh yong liu nè beijing abi, nó cho nó tít nga bidu hanya, mẹ dù dì go, anh đu dì 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 dì